Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn một sản phẩm của Obagi. Sản phẩm này thì cực kỳ là nổi tiếng với các bạn có cái làn da dầu, da mụn và đặc biệt là những bạn có cái lỗ chân lông to. Hôm nay mình có làm một vài sản phẩm test để gửi sang các bạn phòng kinh doanh. Thế nhưng mà sản phẩm này mình thấy là nó khá đặc biệt và được săn lùng khá là nhiều bởi vì rất nhiều khi nó cháy hàng. Giá của nó chỉ khoảng 960.000 ở cái thời điểm mình quay video này thôi. Nó rất hay cháy hàng bởi vì là cái sản phẩm này nó gần như là thuần nhé. Gần như là thuần, ví dụ như cái từ therapy pore này thì nó gần như rất là thuần bởi vì cái thành phần của nó gần như chỉ bao gồm mỗi acid salicylic 2% và trong đó có 148 ml. Thế thì sản phẩm này dùng cực kỳ lâu các bạn nhé. Bởi vì chúng ta dùng sau khi các bạn rửa mặt mà chúng ta cho ra một cái miếng bông tròn tròn ấy, các bạn thoa lên mặt, ngay lập tức các bạn sẽ thấy cái hoạt động của acid salicylic 2% kết hợp với cái tinh dầu bạc hà làm cho da các bạn nó mát mẻ. Và mình thấy rằng cái cảm giác này là cảm giác tương đối đáng tiền. Chúng ta chưa bàn đến cái chất lượng, nhưng mà khi mà chúng ta được một cái làn da nó mát mẻ, cảm giác rất là dễ chịu, thư giãn sau mỗi ngày làm việc. Bởi vì chúng ta là khi mà chúng ta đi làm về, chúng ta rửa mặt ấy, thì chúng ta được thư giãn ngay từ cái bước mà chúng ta chăm sóc da này. Còn về mặt khoa học thì acid salicylic 2% ấy, trong các công thức dưỡng mỹ phẩm nói chung thì nó rất là tốt. Nó rất dễ dàng đi qua lớp dầu, bởi vì là đây là một hoạt chất mà nó dành riêng cho da dầu, dành riêng cho da dầu và cực kỳ là hợp lý. Còn đôi khi da khô chúng mình, tất cả các bác sĩ vẫn có lúc kê nhưng tùy trường hợp nhé. Nhưng đối với da dầu thì acid salicylic giống như là một trong những cái sản phẩm riêng biệt vậy. Nó len lỏi qua cái lớp dầu rất dễ dàng, từ đó nó vào sâu hơn trong cái lỗ chân lông của các bạn. Nó sát khuẩn này, nó chống viêm này. Liên quan tới các bệnh nhân mà bị viêm mụn thì nó cũng rất nhanh là khô và làm cho thâm mụn và đầy mụn, cũng như là điều trị mụn, hỗ trợ rất là tốt. Và nó đi vào sâu trong lỗ chân lông được như vậy thì nó cũng hạn chế cái khả năng tiết bã của cái tuyến bã xung quanh đó. Và từ đó thì giúp cho các bạn dần dần qua thời gian thì lỗ chân lông của các bạn nó không phải là cái đơn vị tiết nhiều dầu nữa, thì nó sẽ giảm rất là nhiều cái kích thước. Và đương nhiên với một sản phẩm mà chỉ có 960.000, nó là cao cấp, nhưng mình nói là chỉ không phải là vì nó rẻ mà là nó xứng đáng với đồng tiền. Bởi vì là chúng ta có một sản phẩm 148 ml thì các bạn dùng rất là lâu luôn các bạn đấy. Và các bạn sử dụng, các bạn sẽ thấy rằng sản phẩm này nó đáng đồng tiền. Và mỗi một lần sử dụng là một lần mà da các bạn được thư giãn, được thoải mái. Thế thì sản phẩm của mình ấy luôn luôn là đảm bảo chính hãng, thì cái này mình không muốn nói nhiều nữa. Nhưng mà về cái tem này thì các bạn nhìn nhá. Bởi vì lần sau ấy, khi mà các bạn hỏi sản phẩm nào ấy, các bạn được quyền kiểm tra mà, thì các bạn sẽ xem những cái tem như này để các bạn yên tâm hơn. Thế nhưng mà cam kết từ mình thì luôn luôn 100% là chính hãng hết, không phải lo một cái gì cả. Đó là những cái gì mà mình muốn gửi cho các bạn. Nó rất là hay ở chỗ là một hãng nổi tiếng này và rất là thuần acid salicylic 2%. Và tại sao mình nói thêm nhé, các bạn có biết bác sĩ rất là thích kê sản phẩm này không? Bởi vì trong chương trình đào tạo của bác sĩ ấy, thông thường là chỉ có những nghiên cứu về hoạt chất chính thôi. Thế thì do vậy những sản phẩm nào mà nó bao gồm những hoạt chất rất chi là thuần như này thì rất dễ cho bác sĩ. Còn những hoạt chất nào mà nó kết hợp rất là nhiều những hoạt chất đi với nhau ấy, thì các bác sĩ rất là khó kê. Bởi vì khi các bác sĩ giao lưu học hành đào tạo ấy, thì người ta học là học theo từng hoạt chất, chứ ít ai là học kê những sản phẩm mà nó kết hợp rất là nhiều thành phần. Đấy, các bạn hiểu ý mình không? Hay đó thì là một trong những sản phẩm mà các bạn nếu đang dùng rồi thì các bạn có thể là xem thêm, các bạn có thể là lựa chọn cho mình nếu như mà các bạn chưa sử dụng, tùy theo cái mong muốn và cái nhu cầu của các bạn. Rồi, chào các bạn, chúc các bạn sức khỏe.